Em thì tức em cũng có thời gian em trải trải nghiệm qua cái một số công việc liên quan đến thiết kế rồi ấy. Thì em thấy là thực ra thì mình thiết kế là mình dùng đồ công cụ để mình tạo ra các sản phẩm đồ họa. Thì khi vậy thì mình chỉ cần thành thạo công cụ, mình có tư duy, rồi mình có cái khả năng sáng tạo, thì em nghĩ là mình có thể theo được ngành, mình có thể làm được cái này. Tất nhiên là vẽ, nếu mà biết vẽ thì mình sẽ có cái lợi thế hơn thôi. Cái này thì bao giờ nó sẽ có tính hai mặt. Đầu tiên phân định giữa là đúng và đẹp. Thì đối với việc thiết kế á, đầu tiên nó phải đúng đã. Từ đúng nó mới đẹp được. Nên là các bạn đừng quan trọng là ngay bước đầu tiên là mình không biết vẽ hay mình chưa vẽ được. Mà quan trọng là đầu tiên các bạn làm đúng được hay không đã. Các bạn cần có khả năng hiện thực hóa tất cả cái ý tưởng mình thông qua cái net sketch. Và các cái sketch này nó là những cái bước đầu tiên để các bạn có thể triển khai được trở thành những tác phẩm digital sau này. Nên là cái việc biết vẽ là việc cần thiết đối với một designer. Nhưng okay, trong bước đầu tiên thì các bạn chỉ cần làm đầu tiên đó là các bạn làm đúng. Đó nghĩa là các bạn vẽ được hình tròn, vẽ hình vuông, vẽ được tam giác một cách đúng đắn là các bạn thành công rồi. Cần nhưng mà không đủ. Bởi vì sao? Đúng, vẽ chính là một cái cách thức thể hiện đấy. Vẽ là một cách thức thể hiện tuyệt vời để chúng ta có thể nêu lên ra được đó là chúng ta sẽ kể chuyện nó như thế nào. Nhưng mà không đủ, bởi vì là ngoài cái việc vẽ ra, chúng ta có rất là nhiều yếu tố khác cần làm. Ví dụ như là về typo, về layout, về màu sắc, bố cục. Thì những cái việc đấy thì không nhất thiết là chúng ta phải giỏi vẽ thì chúng ta mới có thể làm được. Nhưng nếu có vẽ thì nó sẽ trở nên tốt hơn. Làm thiết kế nó sẽ có một cái khâu rất là quan trọng nữa, đó là cái khâu xác định vấn đề. Thì cái việc vẽ nó không giúp ta xác định vấn đề tốt hơn. Thì khi xác định vấn đề thì nó đòi hỏi rất là nhiều về cái tính logic, cái tính research, về cái tính chúng ta hiểu những cái con người, hiểu những cái vấn đề của người khác thì để chúng ta xác định đúng được cái vấn đề đó. Học thiết kế thì bạn nên biết vẽ một chút. Đấy, nói một chút là bởi vì là tại sao lại nói một chút, bởi vì là trong quá trình mà chúng ta làm các cái sản phẩm hay là chúng ta tạo ra các sản phẩm thiết kế đồ họa thì vẽ là một cách để chúng ta có thể đưa được ý tưởng từ trong trí tưởng tượng của mình ra bên ngoài tờ giấy một cách nhanh nhất. Là anh thường hay dạy kỹ năng theo tình huống thực tế, cho nên anh không có bất cứ một cái liệt kê nào cả. Khi mà anh thích cái kiểu tương tác đó là khi sinh viên làm ra một cái sản phẩm, okay, thì ngay trên chính sản phẩm đó anh sẽ vẽ ra cho họ một cái thế giới, sau này họ sẽ phải tương tác với khách hàng, với đối tượng mà họ sẽ tiếp cận, từ đó nó sẽ tạo ra được các cái kỹ năng trên chính cái tương tác đó. Thứ nhất, chắc chắn chúng ta sẽ cần đến khả năng tiếng Anh. Cái ngành này là một cái ngành mới đi cùng ngành công nghệ, và toàn bộ những cái tài liệu, những cái chúng ta cần học, những cái tư duy mới nó đều là bằng tiếng Anh. Thậm chí những cái cộng đồng chúng ta cần trao đổi, rất là nhiều thứ chúng ta bắt buộc phải sử dụng tiếng Anh ở mức tương đối là phải thành thạo thì mới có thể đi lên sâu được cái ngành này. Thứ hai thì chúng ta cần có cái khả năng về communication tốt. Communication đây nó gồm rất là nhiều kỹ năng, ví dụ như active listening, active reading. Thì để chúng ta có thể lắng nghe được ý kiến của những người khác, truyền tải thông tin đến một cách tốt nhất. Nếu bạn có một cái ý tưởng tốt, nhưng nếu bạn không thể truyền tải nó tốt để cho người khác có thể hiểu nó, thì ý tưởng đấy cũng có thể là vô nghĩa. Kỹ năng thứ ba thì có thể đó là kỹ năng về chúng ta phải học thêm về tâm lý học. Như anh vừa nói thì cái thiết kế đó chính là dành cho con người. Chúng ta thiết kế những sản phẩm dành cho con người, vậy thì họ nghĩ gì, họ muốn gì, họ phản ứng như thế nào với những cái thiết kế của chúng ta. Ngoài ra với những cái kỹ năng về thiết kế thì chúng ta cần phải hiểu rất là nhiều cái kỹ năng nền ở những cái nghề khác nhau. Tại vì ví dụ như là những cái người làm thiết kế thậm chí phải hiểu khá là rõ về marketing. Thì chúng ta sẽ làm những cái công việc mà liên quan đến cái việc chúng ta phải truyền thông, chúng ta phải truyền tải cái thông điệp gì đấy. Chúng ta phải hiểu rất rõ về marketing, chúng ta phải hiểu rõ về thậm chí là về công nghệ thông tin. Đây là một cái thời đại số đấy, chúng ta nói là về 4.0 các thứ, những cái sản phẩm của chúng ta nếu nó không áp dụng được vào công nghệ thì nó cũng rất là khó. Ngoài ra thì có một cái kỹ năng cũng quan trọng không kém, đó là cái kỹ năng về project management. Nếu mà những bạn muốn đi lên thêm một chút thì những cái kỹ năng về kiểu quản lý dự án thì nó sẽ rất là quan trọng. Các kỹ năng đấy thì ở thế hệ Z bắt đầu đang có rất nhiều rồi. Đó là kỹ năng phản biện, kỹ năng teamwork, kỹ năng tự học.